Nha Trang, nơi được xem là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới, địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng bậc nhất tại Việt Nam, nơi hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên, nơi thời gian ngưng động mọi cảm xúc. Hãy để Erica Hotel là nơi dừng chân hoàn hảo cho hành trình khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của bạn. Erica Hotel tọa lạc tại trung tâm thành phố Nha Trang, ở số 17 đường biệt thự phường Lập Thọ. Đây là nơi bạn có thể di chuyển đến các địa điểm du lịch một cách dễ dàng. Erica Hotel đem đến cho bạn một không gian sang trọng, đẳng cấp bậc nhất tại Nha Trang, nơi du khách sẽ có một kỳ nghỉ cùng gia đình, bạn bè với những trải nghiệm vô cùng độc đáo, hấp dẫn. Với kiến trúc được thiết kế sang trọng, hiện đại, đầy thu hút, Erica Hotel với 124 phòng có ban công và cửa sổ lớn. Được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao với không gian nhìn ra toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp. Với các phòng được thiết kế đẹp mắt, tràn ngập ánh sáng tự nhiên và mang âm hưởng của vùng biển yên bình. Erica Hotel tự hào với bể bơi vô cực ngoài trời, với tầm nhìn ra toàn cảnh phố biển Nha Trang, sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt và thư giãn tuyệt vời tại đây. Rời khỏi cuộc sống ồn ào, náo nhiệt, Erica sẽ mang đến dịch vụ spa massage đầy thư giãn cho bạn những giây phút thoải mái từ mọi giác quan. Không những thế, phòng tập gym với các thiết bị hiện đại sẽ giúp tinh thần bạn sảng khoái, xua tan mệt mỏi, căng thẳng cuộc sống. Sở hữu nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế với thực đơn đa dạng, phong phú các món ăn từ Âu đến Á. Erica đã nâng tầm ẩm thực truyền thống lên tầm đẳng cấp thế giới với bàn tay tài hoa từ các đầu bếp được đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm. Erica Hotel sở hữu hệ thống phòng hội nghị đa năng, hiện đại, được đầu tư trang thiết bị, âm thanh ánh sáng đạt tiêu chuẩn. Đến với Erica, bạn sẽ cảm nhận được sự phục vụ chuyên nghiệp, tinh tế trong từng dịch vụ, là chốn nghỉ ngơi thư giãn và tận hưởng những điều thú vị cuộc sống. Không chỉ đem đến sự sang trọng, Erica còn mang đến sự thoải mái và tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Khi thành phố biển lên đèn, cũng là lúc Erica Hotel trở thành địa điểm lý tưởng để tận hưởng những dịch vụ giải trí về đêm, những giây phút hạnh phúc, những kỷ niệm khó quên ấy. Hãy để Erica đồng hành và viết tiếp những câu chuyện đẹp của bạn tại thành phố biển Nha Trang. Erica Hotel, tận hưởng những phút giây hạnh phúc.